Sẽ ăn trái cây nha. Bây giờ muốn ăn thứ gì? Bưởi hay lê hay bơm? Lê. Chà, có một mình ăn gọt chắc hơi lâu đây. À, có đến chung chạy ra mở cửa cho cô nào. Rồi xong.
ra giùm chị ra đi chị ra cho nó chị ạ. Còn hơi chậm bên dưới đấy. Dạ tuần nào cô ấy rồi cũng lo cho mấy bé nhiều lắm. Hôm nay à, cô mua quà cho tụi con nè, nhưng mà mỗi lần cô chỉ lấy là một hai phần quà. Rồi cô bố nè, học giỏi nè, cái khác. Cô này là mua tặng cho tụi con nè, tụi con cho một tràng vỗ tay đi. Cô này là các điểm giỏi là được phần quà nha. Cô này là gì của thằng Mỹ. Cô trao cùng trong. Lê Nguyễn Gia Huy. Nãy giờ anh đọc tên có ai chưa có không? Hả? Em tên gì? Tên Lê Thanh Nguyễn. Hả? Em tên Lê Thanh Nguyễn. Lê Thanh Nguyễn. Trong đây nè, nãy đọc cho em. Còn ai chưa có tên không? Có người chưa có đọc tên nè. Đã không? Ai anh? Đây nè. Rồi nè. Rồi hả? Vậy sao khi chưa có? Ai? Đứa nào thế nào? Yeah.
đâu phải như bữa đầu nữa đâu. Còn ai chưa có tên nữa không? Tên gì đó rồi mà, cái con có rồi mà. Con đâu không thấy ta. Dương xong ăn, còn ăn nữa hả? Rồi bây giờ vừa tập hát vừa ăn nha. À, bây giờ chúng ta sẽ hát. Đây là bài tên bài hát đó là Người Tôi Yêu Tôi Thương. Được chưa? À, nhưng mà con hát theo chú. Thì không biết hát thì bây giờ mới tập ha. Nha, không sao, mình cứ tập hát. À, bài hát là Người Tôi Yêu Tôi Thương. Bây giờ chúng ta sẽ hát à. Đầu tiên là bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi yêu tôi thương. À, người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Đó, bài hát này vậy anh hát à. Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên phải tôi là người tôi thương tôi yêu. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi thương tôi yêu. Người tôi thương tôi yêu. Đang hát lại. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Đó, bài hát nói vậy thôi. Tên bài hát là Người Tôi Yêu Tôi Thương. Thì nhớ à, ngồi bên trái, ngồi bên phải, ngồi đằng trước, ngồi đằng sau. Rồi ngồi xung quanh, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ hát 4 câu đầu tiên trước nha. Câu đầu tiên là bên trái, bên phải, đằng trước và đằng sau, được chưa? Rồi. Bên phải tôi là 2, 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Phía sau lưng tôi là người tôi thương tôi yêu. Người nhớ chưa? Tôi yêu tôi thương tôi yêu. Nó ngược lại ha. Câu trước là bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Thì bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu. Nha, nhớ nha. Đó. Bắt nhịp nha. Bên phải tôi là 2, 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi thương tôi yêu. Người tôi thương tôi yêu đang quên chưa tập. Rồi. Câu tiếp theo là người tôi thương tôi yêu đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi thương tôi yêu đang ngồi bên trái của tôi. Nó đổi ngược lại ha. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Hẻ có áo là nhau đi. Rồi. Đến giờ tập hát sợ. Rồi bắt đầu nha. Bốn câu sau nha. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó.
người tư tư tương đang ngồi xung quanh tôi đây, nhớ không? Lời bài hát rất là dễ ha, hát lại chỗ này nha. Người tôi yêu tôi thương, 2 3. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Rồi hát cả bài nha. Bên phải tôi là 2 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi thương tôi yêu. Người tôi thương tôi yêu đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Bây giờ, rồi bây giờ mình hát bài hát đó. Nhưng mà bây giờ hát về bên trái thì mình đưa cái tay, mình không vỗ tay nữa mà mình vỗ cái vai người bên trái. Được chưa? Hát bên phải thì mình vỗ cái vai người bên phải. Ở đằng trước có thì vỗ lên vai người phía trước. Được chưa? Người phía trước không có thì mình vỗ cái bàn. Người phía sau thì mình quay ra phía sau mình vỗ lưng, vỗ tay nha. Rồi 2 3. Bên phải tôi là 2 3. Bên phải tôi là, bên phải là bên nào? Bên này. 2 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Lại bên phải là vỗ lên vai bạn mình ngồi bên phải á. 2 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi yêu tôi thương. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Rồi bây giờ cũng giống như mới nãy, nhưng mà bây giờ là bên mình chẳng ai, mình hát bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Rồi chưa? 2 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi không giật cái lỗ tay người bên phải mình á. Không phải giật lỗ tay mình. 2 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu. Trước mặt tôi là, trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi yêu tôi thương. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó. Tặng quà cho cô. Không tặng quà luôn nha. Rồi bây giờ mình vô hát mình, đi để chúc cô tặng quà. Mình không nắm đôi tay nữa ha. Mà cho mình chọc cái này eo nha. 2 3. Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương. Bên trái tôi là người tôi thương tôi yêu. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi thương tôi yêu. Người tôi thương tôi yêu đang ngồi bên phải của tôi. Người tôi thương tôi yêu đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi thương đang ngồi xung quanh tôi. Muốn chọn ai chọn, người tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây. Nhớ chưa, nhớ lời hát chưa? Nhưng mà nãy giờ anh nghe anh hát không à, bây giờ anh bắt giọng xong rồi tất cả mọi người hát nha. Bên phải tôi là 2 3. Thôi lên. Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương. Sau lưng tôi là người tôi thương tôi yêu. Người tôi thương tôi yêu ngồi bên phải của tôi. Người tôi yêu tôi đang ngồi bên trái của tôi. Người tôi thương tôi yêu đang ngồi xung quanh tôi đó. Đang ngồi xung quanh tôi đây. Hay. Chơi thêm xíu. Chơi thêm xíu nữa hả? Chơi thêm 15 phút nữa đi. Dạ. Ăn nữa hả? Rồi bây giờ mình sẽ tập tiếp một bài hát. Bài hát mới rồi thuộc chưa? Tuần sau kiểm tra nha. Chưa thuộc nữa hả? Dễ mà, cứ bên trái bên phải lần trước phía sau sau lưng nhá, là tôi yêu tôi thương, rồi tôi thương tôi yêu, đổi ngược lại thôi. À về nhà ráng nhớ rồi tập thêm nha. À, rồi bây giờ mình tiếp tục cũng với một bài hát, cũng với một bài hát giống như là bài hát mới nãy, thể hiện về tình
yêu thương các anh em trong gia đình của mình ha. Sẽ hát bài hát ha. Bài hát này là bài Nhìn Vào Mặt Nhau Đi. Và cái lời bài hát nó cũng vậy luôn. Anh hát trước nha. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Nhìn mặt nhau đi, hay nhìn vào mặt nhau đi. À, bài hát có 4 câu như vậy thôi, đơn giản ha. Tập 2 câu trước nha. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hờn chi. À, 2 câu đầu trước nha. Nhìn vào mặt nhau đi, 2, 3. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Lại nha. Hát to lên, phía sau không nghe hát. Nhóm nam. Nhóm nam không nghe nhóm nam hát. À, lại ha. Nhìn vào mặt 2, 3. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn vào mặt nhau đi, xem ai có giận hơn chi. Rồi, 2 câu tiếp theo. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Nhìn mặt nhau đi, hãy nhìn vào mặt nhau đi. Rồi ha. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. 2, 3. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Nhìn mặt nhau đi, hãy nhìn mặt nhau đi. Cái chỗ, cái câu thứ ba đó mình hát hơi thấp ha. Nhìn vào mặt nhau đi. Rồi bị lạc giọng luôn. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em, hát cao lên nha. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. À, chỗ này hát cao lên nha. Mình là anh em, 2, 3. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Nhìn mặt nhau đi, hãy nhìn vào mặt nhau đi. Rồi hát cả bài nha. Nhìn mặt nhau đi, 2, 3. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Nhìn mặt nhau đi, hay nhìn vào mặt nhau đi. Rồi bây giờ giống như mới nãy ha. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Quay qua trái, nhìn vô mặt ra. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Được chưa? Xong rồi tiếp theo quay qua phải. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn chi. 2, 3. Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Thích rồi không? Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Nhìn mặt nhau đi, hay nhìn mặt nhau đi. Rồi bây giờ câu tiếp theo ha. Thay vì nhìn vào mặt nhau đi thì bây giờ sẽ hát là rờ càm nhau đi. Là mình sẽ quay qua người bên trái, người bên phải. Mình rờ cái càm nha. 2, 3. Rờ càm nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Rờ càm nhau đi, xem ai có giận hờn chi. Phía sau hát hả? Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Rờ càm nhau đi, hay rờ càm nhau đi. Tiếp theo, sờ lỗ tai nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Quay qua, sờ lỗ tai nhau đi, xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn. Sờ lỗ tai nhau đi, hay sờ lỗ tai nhau đi. Vuốt mũi nhau đi, xem ai có giận hờn gì. Vuốt mũi nhau đi, biết sao anh làm vuốt mũi á. Vậy hả, vậy không vuốt mũi nữa. Sờ vào eo nhau đi. Thuộc bài hát chưa? À, cái bài hát mình cứ thay vì nhìn mặt nhau đi thì mình có thể đổi lên rất là nhiều ha. Rờ cái cổ nhau đi em. Đó, thì sau này khi ra trò chơi thì mình sẽ hát những bài này ha. À, sau khi mình hết tuần sau, mình đã thi xong hết rồi, mình sẽ có những cái tuần sinh hoạt thật là dành trọn thời gian cho sinh hoạt. Bởi vì tuần này mình còn ưu tiên cho việc chúng ta sẽ về sớm. Để về sớm cũng 4 giờ chúng ta về sớm hơn bình thường. Mình thường thì sau 4 giờ mình mới về. Hôm nay 4 giờ mình về để chúng ta có thời gian chúng ta ôn bài cho ngày mai thi ha. Rết à. Bên dưới không nghe hô gì hết. Nói nam 21 mà yêu cầu hô mà không hô là phạt hết nha. Chạy ta. Đứng lên 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 đứng lên
Rồi mời tụi con ngồi xuống nha. Trước khi mình đi vào chia sẻ, chúng ta cùng niệm danh hiệu của Phật Bổn Sư ba lần cùng với cô nha. Rồi giáp tay lên nào. Rồi niệm lớn theo cô nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tụi con có khỏe không? Trả lời sao nào? Mô Phật khỏe. Tại vì quý cô quý thầy hỏi thì mình phải trả lời là mô Phật con khỏe. Rồi do còn rất nhiều bạn chưa kết thúc khóa học, đúng nào, tụi con vẫn còn đi học và còn thi, cho nên là cô chưa hướng dẫn gì sâu về giáo lý để tụi con có thời gian ôn bài để tụi con thi cho thật là tốt. Mình chủ yếu những ngày này mình đến chùa là mình là lễ Phật, sinh hoạt và vui chơi thôi là chính, đúng không? Nhưng mà mình chơi với nhau trong môi trường lành thiện ha. Đó thì mình chưa có học nhiều về giáo lý. Bây giờ cho cô hỏi nha, cô ôn lại thử nha, để bạn nào không có sách vở gì hết, để coi bạn nào còn nhớ bài là cô thưởng nè. Con ngồi đó đi, mẹ lên kìa. Rồi bây giờ cô hỏi nào, giờ bạn nào nghe cho kỹ nha và trả lời nha. Cô đố nha, vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là gì? Nè, không có đơn giản nha, cô gài trong câu hỏi đó. Vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là gì? Bạn nào biết giơ tay nào. Không đơn giản nha, cô gài trong đó không có đơn giản là nói tên ra đâu nha. Nghe cho kỹ câu hỏi nè. Vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là gì? Bạn nào trả lời được, không bị sai, không bị cô gài, cô sẽ thưởng cho một hộp bánh này. Nhớ cho kỹ nha. Vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là gì? Rồi bạn nào biết giơ tay nào. Rồi cô mời Tâm Hữu Dũng nào. Rồi mời con lên đây, con mở khẩu trang ra trả lời cho các bạn nghe nào. Nhớ cho kỹ nha. Vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là gì? Vợ của Thế Tử Tất Đạt Đa. Thằng Thích Ca là sai rồi. Cô quên đó. Rồi coi chừng cô gài nha các bạn. Rồi cô trả lời cô đi. Cô là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có vợ cô. Tâm Hữu Dũng quá giỏi. Rồi đúng rồi các bạn, Tâm Hữu Dũng đã phát hiện được cái chỗ cô gài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có vợ. Tại vì khi thành Phật rồi thì không có nói đến vợ con nữa. Mà cô gài là gài chỗ nào nào? Rồi Tâm Hữu Dũng trả lời cho cô gài Tâm Hữu Dũng chỗ nào nào? Thưa cô, bởi vì nếu như mà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vợ thì phải ghi là thì phải hỏi là Thái tử Tất Đạt Đa có vợ tên là gì? Rồi, chứ bạn con trai quốc ơi, vậy vợ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì nào? Con trả lời đi. Một Phật tư cô là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa là Gia Du, là công chúa Gia Du Đà La. Wow, giỏi quá. Rồi, cô thưởng cho Tâm Hữu Dũng. Đúng rồi, các bạn. Tâm Hữu Dũng đã phát hiện ra chỗ cô gài là vợ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên là gì? Tại khi Ngài đã thành Phật rồi thì không có còn nói đến vợ con nữa. Mà cô gái chỗ là phải hỏi như vậy mới đúng, là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì? Tâm Hữu Dũng đã phát hiện ra điểm cô gái, đúng không nào? Cho nên tụi con phải để ý câu hỏi nha, không đơn thuần dễ lấy quà của cô Hồng đâu nha. Đúng không? Cho Tâm Hữu Dũng một tràng vỗ tay nữa nào.
Rồi, trời ơi, tụi con giỏi quá, phát hiện ra cô thần gài chỗ nào luôn ha. Rồi nha, cô thử một câu nữa nha. Còn một hộp bánh nữa nè, để cô thử một câu nữa ra nha. Rồi bạn nào có thể cho cô biết thân phụ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì, thân mẫu tên là gì, con của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì, vợ của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì, mẹ kế của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì, và sau khi hoàng hậu mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa sinh ngài ra bao nhiêu ngày thì mẹ mất, và ngài được di mẫu tức là dì kế đó, mẹ kế nuôi bao nhiêu ngày. Rồi bạn nào nhớ hết lên đây cô sẽ hỏi lại, mà bạn nào cảm thấy những câu hỏi cô bạn đã biết giơ tay phát biểu nào. Nè, cô nói lại, lên đây cô sẽ hỏi lại cho nên các bạn đừng sợ quên. Con của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì, vợ tên là gì, thân phụ tên là gì, thân mẫu tên là gì, dì kế tên là gì, và sau khi sanh Thái tử bao nhiêu ngày thì mẹ ruột của ngài mất. Đó, bạn nào nhóm trả lời được giơ tay nào, mạnh dạn nào. Lên đây cô sẽ hỏi lại. Rồi mời chánh trung, đúng rồi, cho chánh trung tràng vỗ tay nào. Rồi con đứng đây. Rồi con nghe cô hỏi nha, con nhớ câu hỏi ư, trả lời đi. Rồi con trả lời đi. Mô Phật, cô con trả lời. Rồi. Là thân phụ của Thái tử Tất Đạt Đa là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Mai Gia, vợ là đúng không nè? Vợ là công chúa Gia Du Đà La. Con của Thái tử Tất Đạt Đa là La Hầu La. Rồi. Sau khi mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa mất thì mất sau 7 ngày. Sau 7 ngày đúng không các bạn? Đó, giỏi luôn, giờ cho. Nhưng mà anh còn thiếu một câu là cái người dì kế thế mẹ mà nuôi Thái tử tên là gì? Dạ, Mahabhasabada. Đúng không các bạn? Rồi, giỏi quá, cho được tràng vỗ tay. Rồi, thưởng cho con. Mô Phật, con cảm ơn cô. Rồi, trời cho tràng vỗ tay nữa nào. Ồ, anh nhớ bài quá ha. Kiểu này đi thi giáo lý, cư sĩ Phật tử chắc đậu quá, chắc đạt giải quá. Cho nên tụi con phải cố gắng ôn bài và đọc truyện để mình nắm về lịch sử của Đức Phật mình đang thờ, đó là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được chưa nào? Dễ mà đúng không? Để coi coi còn câu hỏi nào nữa không ta? Và câu hỏi khó nè. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, tức là sống ở cõi đời mình á, đến năm bao nhiêu tuổi thì thị tịch? Rồi bạn nào trả lời tiếp phần quà của cô đây. Bạn nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế thị hiện đến năm bao nhiêu tuổi thì ngài mất, ngài nhập niết bàn? Bạn nào nhớ? Bạn nào nhớ nào? Đến năm bao nhiêu tuổi? Wow, con này dễ mà. Nhớ mãi mãi cứ giơ tay lên đây, viết đâu được phần quà sao? Đến năm bao nhiêu tuổi thì ngài thị tịch, ngài mất? Trời, cái số này đẹp lắm luôn nha tụi con. Năm bao nhiêu tuổi nào? Dạ. bạn nào biết? Không lẽ không ai nhớ cái năm mà cái tuổi mà Đức Phật thị tịch hả? Ai nhớ nào? Nhớ mãi mãi cũng giơ tay, biết đâu hơn. Bạn nào nào? Đến năm bao nhiêu tuổi thì Đức Phật thị tịch, tức là Đức Phật mất á, từ hồn dân của mình gọi là chết á. Nhưng mà đối với Đức Phật, cái bậc mà mình tôn kính thì mình dùng từ là thị tịch, thị nhập niết bàn. Đó, năm bao nhiêu tuổi bạn nào biết? Bạn nào biết giơ tay coi. Ôi cái này dễ mà, không ai giơ tay ta. Có ai biết không? Không biết. Không biết hay là tụi con không nhớ? Hả? Không biết. Wow. Ôi không biết thiệt hả ta? Chưa ai đọc truyện hết hả? Rồi mời Chánh Trung nào. Không lẽ Chánh Trung giật phần thưởng hết hả ta? Rồi mời Chánh Trung. Để coi anh nói đúng không nha tụi con. Năm bao nhiêu tuổi thì Đức Phật thị tịch? Mô Phật là Đức Phật nhập niết bàn sau 80 tuổi. Tức là năm Đức Phật thì nhập niết bàn là bao nhiêu tuổi? Dạ 80. Rồi đúng không các bạn? Dạ đúng. Rồi cho mọi người chào.
Trời ơi giỏi quá. Rồi phần thưởng dành cho con. Trời ơi, câu hỏi dễ nhưng mà sao ít bạn biết vậy, tụi con chưa đọc truyện hả? Cho nên cái cuốn truyện mà cô phát á, tụi con về đọc nha. Những cái dấu tích quan trọng mà tụi con phải nhớ. Rồi một câu hỏi tiếp theo nào. Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu năm? Những con số này tụi con không biết nha. Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu năm? Sau khi mà Ngài thành Phật rồi đó, Ngài thuyết pháp bao nhiêu năm? À, những con số này mà tụi con không nhớ là dở lắm luôn á. Bao nhiêu năm? Bạn nào biết nào? Đức Phật thị tịch hay còn gọi là nhập Niết Bàn là năm 80 tuổi. Rồi vậy Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu năm? Tức là từ sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề thì Đức Phật chuyển bánh xe pháp ở vườn Lộc Uyển, nói bài pháp đầu tiên là bài pháp Tứ Diệu Đế. Thì kể từ đó về sau đến lúc Phật nhập Niết Bàn là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm nói pháp? Bạn nào biết nào? Wow, ít bạn biết quá ha. Ai biết nào? Cho nên về tụi con phải tranh thủ đọc truyện nha. Câu này không bạn nào biết không? Có bạn nào biết không? Chánh Thành biết không con? Không biết. Còn bạn nào biết không? Cho nên những cái mốc lịch sử tụi con đọc truyện thì tụi con sẽ nhớ hết. Tại vì truyện tranh á, mình đọc cũng sẽ không có ngán. Và mình biết nhiều về lịch sử và mỗi khi cô hỏi là mình giơ tay phát biểu liền. Những cái mốc quan trọng như là thị tịch nè, rồi nói bài pháp đầu tiên tên là gì nè, rồi nói pháp bao nhiêu năm nè, đó những cái mốc quan trọng đó tụi con phải nhớ. Giờ bạn không bạn nào biết hết thì cô sẽ giải đáp nha. Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Được chưa? Tức là Ngài nói pháp 49 năm. Nhớ nha. Rồi để coi còn câu nào đố nữa không ta. Cho nên tụi con về chịu khó đọc đọc lại truyện nha. Được chưa nào? Ngày con còn chưa đọc đến 50 trang. Cố gắng đọc lại truyện để mình nhớ được các cái dấu tích lịch sử của Đức Phật mà mình đang thờ. Rồi một bạn nhỏ nào đứng dậy đọc hết danh hiệu trọn vẹn của Thái tử Tất Đạt Đa sau khi thành Phật tên là gì? Đọc trọn vẹn danh hiệu của Ngài nào? Cô cần những bạn nhỏ nhất nào? Danh hiệu của Đức Phật mình đang thờ đó, tượng Phật ở chính giữa đó. Bạn nào nào? Đọc trọn vẹn danh hiệu của Đức Phật nào? Bạn nào? Rồi mời con. Chánh Kiên, đúng không? Chánh Tâm Kiên, phải không con? Rồi con lên đây con đọc cho các bạn nghe nào. Đức Phật mình đang thờ chính giữa đó, niệm trọn vẹn danh hiệu của Ngài là gì? Nam Mô gì? Dạ là Nam Mô. Trả lời với cô sao nào? Mô Phật là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không các bạn? Rồi cho bạn một tràng vỗ tay nào. Rồi thưởng cho con. Rồi còn một phần. Còn một phần để cô hỏi thêm câu hỏi nữa nha. Bạn nào cho cô biết tượng của Đức Phật ở phía ngoài kia kìa tên là gì? Tên là gì? Này cô dạy rồi nha. Và Ngài thể hiện cho điều gì? Đức Phật ngoài kia kìa đó, Đức Phật ngoài đó đó. Tên là gì? Niệm danh hiệu của Ngài cho cô nghe. Và Ngài tượng trưng cho điều gì? Bạn nào biết nào? Diệu Lan biết không nào? Diệu Lan biết không? Diệu Lan ở đây trả lời cô nghe nào. Đức Phật ngoài kia kìa, mình hồng rồi hả? Đức Phật ngoài kia niệm danh hiệu là gì? Nam Mô gì? Bạn nào nhớ nào? Rồi Ngài thể hiện cho điều gì? Bạn nào nhớ giơ tay nào? Nguyên Tịnh có nhớ không? Không nhớ luôn. Tượng Phật ngoài kia trò rất là đơn giản, rất là dễ luôn. Hả? Bạn nào? Bạn nào chưa giơ tay nào? Thiên Bàn nhớ không? Không nhớ. Toàn Nghĩ nhớ không? Đức Phật ngoài kia. Đức Phật ngoài đó rất là đặc biệt. Bạn nào nhớ?
Bạn nào nhớ? Nam mô gì? Đâu Nguyên Tịnh đứng lên đây trả lời coi. Trả lời cho chính xác nha. Nguyên Tịnh mà đó không chính xác là dở lắm luôn á. Rồi, con đứng trả lời cô làm sao nào? Mô Phật thưa cô là Đức Phật. Đức Phật đó tên là thưa... con niệm đi. Nam mô Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Ngài tượng trưng cho điều gì? Thưa cô là Ngài tượng trưng cho điều gì? Điều lành. Chưa đúng, chưa chính xác. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, con về chỗ. Con bài lại nha. Tên của Đức Phật bạn đọc thiếu hai chữ. Tượng trưng cho bạn đó là tượng trưng cho điều lành. Chưa chính xác. Đức Phật nào cũng tượng trưng cho điều lành hết. Bạn nào giúp cô nào? Bạn nào trả lời hay cho Nguyên Tịnh nào? Đức Phật rồi đó đó. Niệm danh hiệu đầy đủ của Ngài là gì? Và Ngài tượng trưng cho điều gì nào? Bạn nào giơ tay nào? Dễ mà. Cô dạy rồi. Hả? Bạn nào biết không? Bạn nào nhớ luôn hả? Buồn nhỉ? Bởi vì tụi con phải ôm lại. Tụi con thấy ông học rồi mà trả lại cho cô hết. Diệu Lan không nhớ luôn hả? Diệu Lan không nhớ luôn. Wow. Rồi mấy anh lớn của bạn nào nhớ không nào? Thiên Bằng nhớ không? Không nhớ. Tâm Hữu Dũng nhớ không con? Không nhớ luôn. Wow. Cho nên á, rồi cô mời Chánh Thành nào. Rồi con mở khẩu trang ra đi, con đọc cho các bạn nghe. À, Đức Phật thờ phía ngoài sân đó. Ta niệm danh cô Đức Phật ở ngoài phía đó tên là Nam Mô Đương Lai Hà Sa Di Lặc Tôn Phật. Ngài tượng trưng cho đều vui vẻ, tươi cười, cho dù có việc khó khăn đến mấy cũng tươi cười. À, trong rồi con cảm ơn con. Khoan, con chờ cô nói chút nha. Bạn nói đúng rồi đó, nhưng mà cái từ trong Phật pháp mình á, Hán Việt mình dùng á là hoan hỷ, thì nghĩa bằng dịch ra là vui vẻ, đúng rồi đó. Tên của danh hiệu của Ngài là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Rồi cho Chánh Thành một tràng vỗ tay nào. Rồi cô hưởng cho con. Rồi đó, hên quá cũng có một người nhớ bài an ủi. Cho nên tụi con cố gắng nha, về nhà coi lại những cái video mà mình đã được học về danh hiệu nè, tất cả các tôn tượng nè, mình được thờ trong thiền viện nè. Nam mô cô ôn sơ nha. Về tụi con phải coi lại những video mình đã học để mình biết được khi mình đến chùa mình thắp nhang đến tượng đó mình biết niệm là gì. Nè bên đây nè, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Rồi bên kia là Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi cái tượng này là Nam mô Tiêu Tai Gián Kiết Tường Bồ Tát, đúng không nào? Rồi tượng phía bên kia là Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Rồi tượng cởi voi, Bồ Tát cởi voi này, cởi sư tử này là Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Rồi tượng cởi voi là Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi tượng chính giữa là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi tượng phía sau tổ là Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Tụi con phải nhớ hết để khi tụi con đến chùa, tụi con lễ lại, tụi con biết danh hiệu của các ngài là gì. Được chưa nào? Về nhà ôn bài lại nha. Rồi buổi ôn những cái kiến thức Phật pháp căn bản của mình đến đây là kết thúc. Tụi con phải nhớ về nhà đọc lại lịch sử Phật Thích Ca nè, ôn lại những điều mình đã học nè. Rồi bây giờ cô Hùng hỏi Diệu Hồng nè. Diệu Hồng lên đây cô hỏi nè, mở khẩu trang ra. Mở khẩu trang ra cô hỏi, nếu mà Diệu Hồng trả lời được cô thưởng nha. Rồi con đứng đây. Con đứng ở đây chắp tay lại. Rồi cô hỏi con nha. Buổi tối trước khi ngủ con có niệm Phật không? Có. Trả lời sao? Trả lời với cô sao? Mô Phật thưa cô. Mô Phật thưa cô. Có hay không? Có. Con niệm là tên là gì? Con niệm sao? Nam mô gì? Đại từ gì? Nam mô. Đại từ gì? Nam mô. Nam mô Đại Từ Đại Bi gì? À, nói để xác cho. Nam mô. Đại từ Đại Từ Đại Bi Cảm Quan Âm Bồ Tát. À, con đọc lại lần nữa, đọc lớn lên, đúng rồi đó, đọc lại lần. Nam mô Đại Từ Đại Bi
con quá không Bồ Tát. Rồi đọc chậm thôi, đọc lớn lên chút nữa nè. Nam mô. Nam mô Thầy Trừ Thầy Phi con quá không Bồ Tát. Đúng không các bạn? Rồi giỏi quá. Tức là đêm nào ngủ con cũng niệm Phật đúng không? Dạ. Trả lời sao? Mô Phật. Mô Phật. Đúng. Mô Phật đúng. Con nói lại đi. Mô Phật. Mô Phật con chúng. Rồi giỏi quá. Rồi con thưởng cho Diệu Hồng nha. Ồ, Diệu Hồng mỗi đêm ngủ có niệm Phật. Cho nên là mai mốt á, con lên trả lời, con phải trả lời cho thật lớn nha. Mô Phật. Rồi. Cho nên các bạn cũng vậy nha, tập thói quen trước khi ngủ mình nằm nghiêng bên phải và niệm danh hiệu của Đức Phật mà rất là quen thuộc với mình, đó là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát ít nhất 30 lần trước khi ngủ để giấc ngủ của mình an lành. Mình nhớ đến điều thiện, điều lành trước khi ngủ. Được chưa nào? Các bạn nhớ không nào? Rồi, các bạn cùng chắp tay hồi hướng với cô nha. Đọc lớn lên nếu bạn nào thuộc nha. Rồi, cà rốt chắp tay lại niệm Phật lớn với cô. Chúc mọi cô thưởng cho cà rốt nha. Mô Phật. Rồi, con ngồi ngay hàng với bạn đi. Sửa ghế lại. Chắp tay nằm ngồi nghiêm túc nào. Rồi, chắp tay lại nha. Rồi, mình cùng hồi hướng nha. À, chắp tay lên nào, các bạn chắp tay lên. Chắp tay lên nào. Rồi ngồi nghiêm túc không nhúc nhích chân nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tụi con đứng lên dẹp bàn dẹp ghế và dây thân ái rồi tụi con mới về nha. Hôm bữa cô thấy mấy bạn lo lật đật đi về chưa có hát bài hát dây thân ái đó. Rồi tụi con chồng ghế lại nha. Rồi thưởng cho cà rốt nè. Cà rốt cháu của bà Tám không chị? Một phần này nè. Rồi cà rốt. Anh chị ghi qua lo kiên linh. Giờ rồi vậy nè. Mình là anh em có chi đâu mà dừng hơn. Giờ cái vai nhau đi. Rồi. Đúng rồi. À. Mình đi tới chị cái gì nữa ta nha. Đi đâu vậy? Ông thuộc bài hát. Rồi, ngày mai là phần lớn chúng ta ở đây. Chúng ta sẽ tham gia kỳ thi cuối và quan trọng nhất trong năm học của mình. Thì anh chúc rằng là chúng ta về tư tưởng hoặc là thoải mái ôn bài và trong các cái ngày trong tuần chúng ta sẽ thi và đạt kết quả tốt nhất và hy vọng rằng là cuối năm các em sẽ báo những cái tin mừng về kết quả học tập cho quý sư cô biết ha. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có được những cái quà và chúng ta học tập tốt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dây thân ái và chúng ta về. Bảo Hải sẵn. Bảo Hải. Ai không ra thì vô trả lời to lên. Rồi tay. Dạ đi vô, đi vô đứng đi chị kìa. Tay phải hết trơn. Dạ đi vô cho cà rốt vô với. Rồi cà rốt vô với. Rồi cầm tay em chị vô nắm luôn, chị nắm tay luôn. Dạ. Gắn thêm ta chia tay đừng buồn, dây thân ai làng đồng muôn nhà. Tay sắp xa nhưng tim không xa, vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng. Ta hát vang cho không gian đơm hoa, đường tuy xa nhưng tình bao la. Tiếng bước theo hương thơm nhà lối truyền, dù cách xa ngàn dặm đường. Gắn thế ta chia tay đừng buồn, dày thân ai
hát lo nào. Xa xa nhưng tim không xa, vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng. Ta hát vang cho không gian đơm hoa, đường tuy xa nhưng tình bao la. Tiếng bước theo hương thơm nhà lúa tiền, dù cách xa ngàn dặm vẫn gần. Gắn nét ta chia tay đừng buồn. Rồi báo hải sản. Trước khi tăng hàng thì thông báo lại. Bởi em chúng ta là phòng phát hành, mỗi người chúng ta lấy một bịch để chưa ha. Cái này là của cô Ninh, chị của mẹ bạn đằng Mỹ, tặng chúng ta mỗi người một bịch dâu ha. Rồi Bảo Hải sẵn. Bảo Hải tăng hàng. Rồi đi qua đây.